Hi, xin chào anh chị, lại là Bảo đây. Hôm nay ở video này em Bảo xin giới thiệu cho anh chị một căn penthouse tại Santana Thủ Thiêm 36A Mai Chí Thọ thuộc phường An Phú, quận 2, nay là thành phố Thủ Đức. Và căn penthouse này được thiết kế với kiến trúc là tân cổ điển với diện tích tổng là 160m2, trong đó có 110m2 là diện tích ở và 50m2 là diện tích sân vườn. Qua màu sắc cũng như là các vật liệu cũng như là nội thất mà chủ nhà đã lắp đặt thì anh chị có thể thấy sự tâm huyết của chủ nhà đã đặt vào căn penthouse này. Với một tầm view triệu đô bao quát cả thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm Bitexco và Landmark, một khoảng sân vườn rộng rãi lên đến 50m2. Đó chính là hai điểm nổi bật của căn penthouse này. Căn penthouse này đáp ứng đủ mọi yếu tố, vị trí, cảnh quan và nội thất cực kỳ đẹp. Anh chị chỉ cần xách vali vào và ở. Nếu anh chị thật sự quan tâm căn penthouse này thì anh chị có thể liên hệ qua số hotline 0964 135 317 để xem trực tiếp căn penthouse này, thì anh chị chỉ cần liên hệ em trước một ngày. Đảm bảo anh chị sẽ thích thú căn penthouse này. Hiện tại chủ nhà đang mong muốn nhường lại căn penthouse này với mức giá là 14 tỷ. Và qua đây cũng cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Và đừng quên subscribe và like kênh Bảo Trần Bất Động Sản để cập nhật thêm về những sản phẩm bất động sản tại khu Đông, thành phố Hồ Chí Minh. Em Bảo xin cảm ơn và hẹn gặp lại.